Ba, hả? Mày thích coi đèn rồi chưa ba? Lên đèn chưa? Lên đèn rồi. À. Đó, chị nông ra. Đủ cái thằng mày á, thằng thấy hả? Xạo gì? Thiệt á, không tin hả? Nhìn đi. Cái đèn đó đèn chớp báo hiệu độ cao á. Ba nghĩ, ba nhìn đi. Ba, ngoài nó đi. Ở dưới cái đèn đó. À, à đúng rồi, cái hệ thống đèn mấy cái tầng. Cái đèn kinh khủng đúng không? Làm nó đèn kinh khủng đúng không? Cái đèn không ý em nói là cái khoảng cái mảng nguyên một cái mảng trắng trắng kìa. À. Nhưng mà giờ mấy giờ ba? 6 giờ chưa? Chi vậy? Anh nói chưa đói mà. Ông con đi ăn. Con đón coi mấy giờ? Đồng hồ con đâu? Đồng hồ đâu? Để nhà rồi. Má đi đi. Năm giờ rưỡi hả? Giờ dù hai đang dễ đẻ nhà bên bờ nữa. Có hạt mưa rớt gì 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 mưa nó đâu. Ơi. Đừng có đụng ba vậy, con vỗ ba vậy cái nó rung màn hình. Ba nghĩ là từ đây là mưa mình muốn nhớ không đi bằng đường sông mà sao mà đi theo con sông này vậy? Con đi rồi mà, uốn lượn theo cái nó uốn lượn vòng 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 vậy đó. À lấy cua rồi bên kia rồi. Hả? Nước vô kính nè. À.